Rồi, TT1985 Review, xin chào tất cả mọi người ha. Thì view clip hôm nay là ngày 9 tháng 3 nha mọi người, năm 2024. Thì TT cũng có ra vài con điện thoại, mong rằng mọi người xem được con nào thì mọi người cứ liên hệ đây nè, số điện thoại ha, hoặc là Zalo đều là số đó hết, 0963 595 262 ha. Bên mình thì có chế độ là ship code toàn quốc. Nếu mà mọi người ở gần chỗ TT á, mình là ở hẻm 254 đường Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Nếu mà mọi người ở trong tỉnh hoặc là những cái tỉnh lân cận, mọi người có thể đến trực tiếp bên cửa hàng TT, xem máy ưng cây nào chọn ha, xem test máy ok cầm máy về. Hoặc là mọi người ở xa, các tỉnh xa thì mình cũng có chế độ là ship code toàn quốc. Shipper giao đến nơi, mọi người được quyền mở hộp, kiểm tra máy, test máy, ok, mới thanh toán tiền nha. Và nếu mà trường hợp mọi người ở xa quá thì cọc trước cho TT cái tiền ship thôi nha. Cọc trước cho mình cái tiền ship, đó, tầm khoảng 50 ngàn nha. Vậy thôi mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu luôn nha. Đây là cái số 1 nè, mình có đánh số thứ tự hết rồi. Mọi người lưu ý cái vấn đề á, là view clip là hôm nay là ngày ngày 9, đó, ngày 9 tháng 3. Thì mọi người chỉ nói, ở TT, mình muốn mua con điện thoại số 1 nè. Số điện thoại số 1 video clip ngày 9 tháng 3 đó, còn hay là hết, hoặc là mọi người cứ nói rõ là, hoặc là nói rõ là Vivo i83 nha, cái thông tin của máy mọi người, Vivo i83 nè đó, cái thông tin của máy, cái cấu hình pin bọt nó như thế nào, màn hình nó bao nhiêu inch, thì mình cũng có ghi cái phụ đề dòng chữ phía dưới đây nè nha, dòng chữ phía dưới đây nè đó, ở phía dưới màn hình. Thì mọi người nghe TT nói không kịp á, thì mọi người hãy dừng video clip lại và đọc cái dòng phụ đề dưới đây, thì mọi người sẽ hiểu được cái con điện thoại này nhiều hơn ha. Rồi, Vivo i83 RAM 4, bộ nhớ là 64 nha mọi người. Cây này thì màn hình của nó là 6,22 inch, màn là LCD HD cộng ha. Pin thì là 3260 đó. Pin là 3260 thì cũng là ngon rồi. Chip là Helio B22. Cây này thì hiện tại đây mình đang thanh lý chỉ có 1 triệu chẵn thôi nha. Vỏ viền đẹp keng, màn hình là màn hình tay thỏ nè. Đó, màn hình tay thỏ hiển thị bao đẹp nha. Máy dòng này thì Zalo, Facebook, YouTube, top top các kiểu là ngon lành gần đào nha mọi người. Đó, máy full hết. Vivo i83 RAM 464 nha. Cấu hình rất là ổn luôn. Giá có 1 triệu chẵn nè ha. Rồi số 2 nè. Số 2 là Vivo U10 nha. Vivo U10 RAM 4 bộ nhớ là 64,35 inch, màn hình LCD HD cộng. Dòng này được cái là chip Snapdragon nha. Cây này ngon nè mọi người. Chip Snapdragon là 665 ha. Cam 13 chấm, pin 5000, tai xi hỗ trợ. À, sạc này là sạc micro thôi nha. Dòng này là sạc micro thôi. Đó. Thì cái này hiện tại đây TD đang thanh lý chỉ có 950 ngàn thôi mọi người. Do cái màn hình nó bị phản quang một đốm nha. Đây, đó như thế này nè mọi người thấy không? Nó có bị phản quang một đốm nhưng mà bao mượt nha, không ảnh hưởng gì hết. Không ảnh hưởng gì, màn không loạn liệt nha mọi người. Đây, test cho mọi người xem nè. Đó, màn thì bao mượt rồi. Có 900 rưỡi thôi, được cái là pin trâu, cấu hình khỏe ổn nha. Đó. Thanh lý bao rẻ nha, chỉ có cái màn bị phản quang tí xíu một đốm đó. 950 ngàn, tặng cho mọi người một bộ sạc ha. Rồi số 3 nè mọi người, là một con Samsung A8. Con này thì 5,7 inch màn hình, được cái là màn hình Super AMOLED nha. RAM 2 bộ nhớ 32. Chip thì là Exynos 5430, pin là 3050. Cái dòng này thật sự luôn, anh em mua về sưu tầm cũng rất là ngon. Vỏ viền cứng khừ nha, cái này cái là nguyên zin luôn mọi người. Ha. Màn đẹp nè, pin thì chỉ có pin cục con này thì phải thay pin thì mới xài được. Bản một sim nha mọi người. Màn to hiển thị đẹp, máy này là cô chú nào lớn lớn tuổi xài rất là ổn luôn. Ha, màn Super AMOLED mà. Đang thanh lý chỉ có 950 thôi nha, Zalo, Facebook, YouTube tấp tấp các kiểu là ngon lắm. Rồi tiếp theo số 4 nè. Số 4 là một con Samsung J6. Dòng này là Samsung J6 LED ha. RAM 3, bộ nhớ là 32. Màn hình là 6 inch mọi người. Chip Snapdragon là 425, pin là 3300. Đó, vỏ viền ngoại hình cũng ok ha. 950 thôi. Cây này cũng vậy, 950. Màn hình hiển thị đẹp nè. Đó, màn to nha, bao cho mọi người là màn zin hiển thị rất là đẹp luôn ha. Máy dòng này thì Zalo, Facebook, YouTube các kiểu là ngon, cam chụp ok luôn nha mọi người ha. 950 một cây thôi. Samsung J6 LED. Số 4, số 5 nè. Số 5 là cũng là Samsung nè. Samsung A30 ha. Samsung A30 RAM 3, bộ nhớ thì là 32. Đó, màn hình to nha, 6,4 inch Super AMOLED Full HD cộng. Chip là chip Exynos 7904, pin là 4000, tai xi hỗ trợ sạc nhanh luôn. Dòng này được cái là tai xi hỗ trợ sạc nhanh luôn, vỏ viền ngoại hình đẹp. Màn hình hiển thị đẹp luôn nè. Đó, màn hình giọt nước hiển thị cực kỳ đẹp nha. Cái này thì có hai cây ha. Cái
Cái này là bản RAM 3, bộ nhớ 32 là 1 triệu 3 nha mọi người. Và cái màu đen này được cái là bản RAM 4, bản RAM 4 bộ nhớ 64 thì giá là 1 triệu 4 nha. Vỏ viền ngoại hình đẹp, tai xi hỗ trợ sạc nhanh. Đó. Rồi số 6 nè, một cây này máy đẹp keng nè, thu lại từng, nói chung là máy này mình nhập về nè. Đó, được cái là máy nguyên zin đẹp lắm mọi người. Ha, vỏ viền ngoại hình đẹp keng 99% luôn. Vivo Vivo i15s ha. RAM dòng này được cái là RAM 3, RAM 3 bộ nhớ là 64, 6,5 inch. Đó, chip là Helio B35 nha, cam là 13 chấm pin, được cái pin rất là trâu mọi người. Pin tới 5000 lần ha. Đó, vỏ viền ngoại hình đẹp 99%. Này máy dòng này là mấy cô chú lớn lớn tuổi xài rất là đẹp, cụm cam chụp bao đẹp nha. Máy zin full, máy đẹp keng nha mọi người, 99% thì mọi người hiểu rồi. Đây màn hình zin đẹp nè. Đó, hiển thị bao đẹp ha. Cam thì ngon lành rồi. Đây, cam đây nè. Cam trước cam sau là ok hết nha. Đây. Ừ. Ngon lành ha mọi người ha. Rồi, Vivo i15s máy zin full đẹp 99% tặng cho mọi người đầy đủ phụ kiện nha. Ốp lưng cường lực và một bộ sạc. Giá là 1 triệu 8 thôi. Pin 5000 bao trâu nha, máy đẹp keng luôn á. Đó, cái số 6 ha mọi người ha. Tiếp tục là số 7 nè. Số 7 là một con VMAX Joy 3 nha. VSmart Joy 3 RAM 3 bộ nhớ là 32 6,5 inch. Dòng này là chip Snapdragon nha, 632, pin là 5000 luôn. Đó, được cái là pin 5000 sạc nhanh đến chế độ là 18W, 900K thôi mọi người. Còn đúng một cây duy nhất nha, VMAX Joy 3. Cái máy cái này thì máy ok, màn hình to, hiển thị đẹp, pin lại khỏe nữa. Zalo, Facebook, YouTube tớp tớp các kiểu là ngon lành kênh đạp nha. 900K thôi mọi người, số 7. Số 8 cũng là một con VMAX nữa nè. Này là VMAX Lite 4 nha. VMAX Lite 4, RAM 6 bộ nhớ là 64, 6,5 inch. Màn hình là Full HD cộng, chip Snapdragon nha, 675, cam là 48 chấm, pin là 5000, tai xi hỗ trợ sạc nhanh luôn nha. Dòng này tai xi hỗ trợ sạc nhanh. Máy qua sử dụng vỏ viền, vỏ zin thì có phải có chày nha, vỏ xấu. Đó, nhưng chuyện đó là bình thường. Quan trọng mọi người mua máy cũ là màn zin, men zin, pin có nó có ổn hay không thôi nha. Máy dòng này mua về xài các kiểu là ngon. Màn to nè, hiển thị đẹp nha mọi người. Màn to hiển thị đẹp, pin thì rất là trâu, pin 5000, tai xi sạc nhanh 18W nữa. Quá ổn ha. Có 1 triệu tư thôi. Số 8. Số 9 nè. Là một con Oppo. Đây, dòng này là Oppo F11 ha. Oppo F11 RAM 4 bộ nhớ lên đến 128 đó mọi người. Đó, 6,5 inch, màn hình là LCD nha. Full HD cộng, chip là Helio B70 lần, cam 48 chấm. Đang thanh lý cho mọi người là 1.650.000, vỏ viền đẹp keng. Màn zin nè, màn zin hiển thị bao đẹp nha. Ở máy full zin hết, màn to hiển thị đẹp. Oppo F11 ha. 1.650.000 thôi, đẹp keng nha mọi người. Đó. Số 10. Số 10 cũng là một con Oppo luôn. Dòng này thì cao cấp hơn tí xíu. Oppo F11 Pro nha. RAM 6 bộ nhớ là 64 nha mọi người. 6,5 inch. Full HD cộng, chip là Helio B70 ha. Pin là 4000, cam là 48 chấm. Cây này cái là cam thục thò, F11 Pro là cam nó thục thò đây nè. Đó, đang thanh lý là 1 triệu 9 nha. Đây mình bật cái cam cho mọi người nhìn nha. Cam thục thò nhìn rất là VIP luôn mọi người. Ha, có 1 triệu 9 thôi. Nói chung là đơn giản tiền nào của đó nha, màn zin men zin nha mọi người. Đây. Ừ. Mọi người thấy cái cam không? Đây là cam thục thò nha. Ngon lành cành đào, hơi bị đẹp luôn á. Đây. Ừ. Bao nét nha, máy full hết. Con này mình mới reset lại á. Ừ. Rồi, cái này hiện tại là TT đang thanh lý cho mọi người, giá thì chỉ có 1 triệu 9 thôi ha. Ừ. Tặng đầy đủ phụ kiện nha. Rồi số 11. Số 11 sẽ là một con Samsung A50 ha, màu xanh. Đó. RAM 4 64GB. 6,4 inch, màn hình là màn zin nha mọi người, màn Super AMOLED Full HD cộng. Chip là chip Exynos 9610 ha. Cam là 25 chấm, pin là 4000, tai xi hỗ trợ sạc nhanh nha. Cái này hiện tại đang thanh lý là chỉ có 1.6 triệu thôi nha. 1.6 triệu cho mọi người, bao rẻ nè. Tai xi sạc nhanh nè, vỏ viền ngoại hình ok, màn zin nha. Màn zin cam kiết ngon lành gần đầu, cam trước nè mọi người. Đó, ngon lành ha. Cam sau nè, ok, máy zin full ha. Giá đang thanh lý chỉ có 1 triệu 6 thôi. Rồi, tiếp theo số 12 nha mọi người. Số 12 cũng là một con Samsung. Dòng này là Samsung A53 ha. Dòng này là Samsung A53 bản 5G. Đó, RAM 8, bộ nhớ 128, 6,5 inch ha. Super AMOLED nha, Full HD cộng. Chip thì là chip Exynos 1280, cam là 64 chấm. Pin là 5000 nha. Con này được cái là vỏ viền ngoại hình đẹp nha.
bao cho mọi người là màng zin. Hình như cây này là màng zin thì nó có lưu ảnh nhẹ nha mọi người. Cây này là màng zin, bao cho mọi người là màng zin nhưng mà nó có lưu ảnh nhẹ, nên thanh lý cho mọi người cái giá chỉ có 3,6 triệu thôi nha. Cam chụp rất là nét luôn. Đây, màng zin, men zin, cam chụp cho mọi người nè. Cam trước cam sau là ngon lành á. Nói chung là máy full zin mà. Đó. Bao đẹp nha. Chỉ có cái là nó có lưu ảnh nhẹ nên thanh lý cái giá thì chỉ có 3,6 triệu à nha mọi người. 3,6 triệu cho mọi người xài. Samsung A53 bản 5G ha. Rồi tiếp theo số 13 nè. Đó, số 13 sẽ là một con Samsung nữa ha. Dòng này là Samsung M51. Đó, pin khủng nha, pin rất là trâu mọi người. RAM 8, bộ nhớ lên đến 128 luôn, 6,7 inch. Màn hình là Super AMOLED nha mọi người, Super AMOLED Plus á. Full HD cộng. Chip Snapdragon là 730 ha, RAM 828 rồi. Pin 7000, bao trâu nha mọi người, sạc nhanh tới chế độ là 25W ha. Vỏ vì ngoại hình cũng ok, cam là 64 chấm. Dòng này hiện tại TT đang thanh lý cho là 3,5 triệu một cây. Đây. Màn hình hiển thị đẹp nha, màn hình bao đẹp, pin trâu. Đó. Full hết tất cả nha mọi người. Samsung M51 giá là 3,5 triệu cho mọi người xài ha, số 13. Rồi tiếp theo số 14 nè mọi người. Số 14 sẽ là một con iPhone nha. iPhone 7G bản 32GB, máy quốc tế, iLoad sạch nha, pin là pin thay mới. Đó, full hết tất cả luôn. Có 1,4 triệu một cây thôi nha. Anh em thích nhỏ gọn, vỏ viền nhỏ gọn bỏ túi thì lấy cái này cũng rất là ổn luôn. US cao nha, US cao, vỏ viền đồ ok, màn zin men zin, full hết nha mọi người. Có 1,4 triệu thôi nha. iPhone 7G 32GB. Đó, muốn nhỏ gọn làm máy phụ lấy mấy cái này về xài bỏ túi ngon nha. 1,4 triệu, số 14. Rồi số 15 nè mọi người, mà là một con iPhone 7 lớp. Dòng này là iPhone 7 lớp, 32GB thôi, máy quốc tế, full hết tất cả. Màn zin, vỏ zin, men zin nha. Nói chung là máy full zin hết tất cả, pin là pin thay mới. Đang dòng này thì hiện tại TT đang thanh lý là 2,4 triệu nha. 2,4 triệu ha. À, đó, màn hình hiển thị rất là đẹp nha mọi người. Màn đẹp không ám ố nha. iPhone 7 lớp bản quốc tế ha, 32GB, 2,4 triệu, pin thay mới thôi. Còn lại là full hết. Ai lau sạch nhé, số 15. Rồi số 16 nè. Số 16 sẽ là một con Xiaomi Redmi Note 11S nha. Vỏ viền đẹp keng nè. Đó. 6,43 inch. AMOLED Full HD cộng nha. RAM là RAM 8 cộng 4, bộ nhớ lên đến 128 là mọi người. Cam là 108 chấm nha. Pin thì là 5000, sạc nhanh ở chế độ là 33W. Chip là Helio G95. Đang thanh lý cho mọi người là 3,2 triệu. Vỏ viền ngoại hình ok nha mọi người. Vỏ viền ngoại hình đẹp, màn zin nè. Đó, màn zin hiển thị cực kỳ đẹp luôn. À, mấy dòng này thì mọi người mua về game các kiểu là ngon. Liên Quân, PUBG, Free Fire ok, ngon lành gành đào ha. Sạc nhanh 33W nữa, quá ổn rồi. 3,2 triệu. Rồi tiếp tục số 18 nè. 18 là một con Oppo Reno 5 nha. Oppo Reno 5 RAM 8 cộng 2. À, RAM 8 cộng 4 chứ. Bộ nhớ lên đến 128GB, 6,43 inch nha. Màn hình thì là AMOLED Full HD cộng rồi. Snapdragon nha mọi người, Snapdragon là 720, cam là 64 chấm, pin là 4310 ha. Sạc nhanh ở chế độ là 50W nha mọi người. Đó, cây này thì máy vỏ viền ok nè. Oppo Reno 5, mọi người lấy cây này thì mình sẽ để lại cho mọi người là 2,6 triệu nha. 2,6 triệu cho mọi người xài. Đó, bao đẹp nha, máy cực kỳ đẹp luôn á. Vỏ zin, men zin, màng zin, màng đẹp cực kỳ luôn, full zin hết tất cả ha. Số 18, 2,6 triệu cho mọi người xài nha. Rồi tiếp tục số 19 nha mọi người. Tiếp tục số 19 sẽ là một con Samsung nữa nè. Dòng này ha, dòng này là Samsung S21 Plus bản 5G, RAM 8, bộ nhớ 128 là mọi người, 6,7 inch, Diamond AMOLED nha, full HD cộng. Chip là chip dòng này là chip Snapdragon bản Mỹ nha. Dòng này là bản Mỹ, chip Snapdragon là 888 ha. Cam là, nói chung là cam kiết là full, máy nguyên zin mà mọi người, màn hình rất là đẹp luôn, là máy full zin. Đó, có TV có 3 màu nha. Mọi người thích chọn màu nào thì chọn. Cái này là màu tím thích hợp cho nữ nè. Và cái này là màu bạc bạc nè, thích hợp cho nữ, và một cây màu đen nữa. Màu đen thì màu đen huyền. Đây, đó, màu đen nè. Đó, có 3 màu như thế này. Mọi người thích lấy màu nào thì lấy nha. Nếu mà trường hợp mọi người lấy nhanh thì sẽ chọn được màu mình ưa thích. Đó. Samsung S21 Plus bản 5G, bản Mỹ, Snapdragon đó. Máy full zin nha. Vỏ viền ngoại hình đẹp keng luôn nha mọi người. Nói chung là đẹp 99%. Mọi người chỉ việc mua về xài thôi, yên tâm, mấy dòng này thì bao cho mọi người nha. 6,6 triệu nha mọi người.
Tiếp tục là số 19 này đúng không? Số 20 là một dòng Samsung Note 20 Ultra 5G, cũng là bản Mỹ luôn ha. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G bản Mỹ. Đó, RAM 12 nha, RAM 12 bộ nhớ là 128, 6,9 inch, Diamond AMOLED. Dòng này là chip Snapdragon luôn, bản Mỹ là Snapdragon là 865 nha, 865, cam là 108 chấm, pin là 4500, sạc nhanh ở chế độ là 25W. Đó, dòng này cũng vậy, đang thanh lý cho mọi người cái giá. Màn cong hiển thị đẹp nha mọi người. Màn cong hiển thị đẹp, hơi bị vip luôn, máy zin hết. Màn đẹp keng không một vệt ám ố nha, không có chấm kim chấm gì hết. Nói chung là máy full zin nha, chỉ việc mua về xài thôi. Màn cực kỳ đẹp. Đó, máy dòng này là hơi xài hơi bị đỉnh luôn, giá bây giờ cực kỳ rẻ rồi ha. Đó, nhìn rất là hầm hố. 8,8 triệu nha mọi người, tặng đầy đủ phụ kiện. Số 20. Tiếp tục sẽ là số 21 nha. Số 21 là một con siêu phẩm của Oppo nè nha. Oppo Find N2 Flip nha, số 21 nha mọi người. RAM 8 cộng 4, bộ nhớ lên đến 256GB, 6,8 inch nha. Màn hình là AMOLED. Đó. Full HD cộng. Chip con này là bản 5G thì chip của nó là Dimensity 9000 8 nhân nha. Cam 50 chấm, pin là 4300, gặp nè mọi người, đẹp chưa? Đó. À cái này mình quên mở nguồn rồi, mọi người chờ tí xíu, tí mở nguồn áp lên này nè. Mình tưởng đâu chưa mở nguồn, đẹp chưa? Ha, nắp gập nha mọi người. Đây máy zin full hết tất cả, cực kỳ đẹp luôn. Máy dòng này còn bảo hành nha, cái này là còn bảo hành hãng của Oppo là 10 tháng nha mọi người, gặp nè. Chưa, đây chạm hai cái nè, nói chung máy này xài rất là hợp lý luôn ha. Xem YouTube trên đây nè mọi người, xem YouTube chụp hình đồ, chụp hình trên đây được luôn nha. Đây thấy chưa, đây để mình zoom cái con cái camera của mình lại cho nó rõ rõ đó ha, ngon lành cành đào nha mọi người. Tại cái điện thoại mà quay phim của mình đó, nó không có lấy nét được mọi người. Đó như vậy nè ha, mình để ở giữa nè, do cái cam cái máy quay của mình, cái điện thoại quay của mình nè, cái máy quay của mình nó nhiều lúc nó không lấy nét được ha. Đẹp keng nha. Cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, máy tính rồi mọi người chỉnh được hết trên đây nha. Đây đó, mọi người chỉnh được hết trên đây luôn, vuốt lên là xài, xem YouTube được luôn nha mọi người, xem YouTube trên đây luôn. Như con này là mình không biết mình kết nối qua 4G chưa, như con này mình chưa kết nối mình chưa có kết nối wifi, cái này mình chưa có kết nối wifi đó. Mọi người xem YouTube trên đây luôn ha, nhỏ gọn rất là hiện đại luôn đó. Tin nhắn nè, tin nhắn các kiểu ngon lành cành đào ha. Google Map đó, Google Map ở trên đây luôn nha mọi người. Đây, mở lên cho mọi người xem nè. Máy cực kỳ đẹp, cam nè, đây đó, mà giờ mở cái cam to to cho mọi người dễ nhìn nè. Chưa, cái máy quay để ti đâm lại để cho mọi người thấy cái máy quay của mình nó không có lấy nét, chắc mày móc phải đổi với máy quay khác không mọi người. Đó thấy chưa, đẹp keng nha. Nói chung là mấy dòng này là chị em phụ nữ xài là hơi bị ngon, hơi bị vip luôn ha, bao nét cho mọi người, máy zin hết rồi. Cái này hiện tại ti đang thanh lý cho mọi người cái giá 9,5 triệu nè, 9,5 triệu, nhưng mà bây giờ mọi người lấy bớt cho mọi người luôn, mọi người nào thiện trí để cho mọi người 9 triệu chẳng nha, đang thanh lý 9,5 triệu nè mọi người. Hình như là đợt trước mình đang bán 9,2 triệu á, mình giảm xuống mọi người 9,2 triệu, nhưng mà bây giờ về đi 9 triệu chẳng luôn ha. Còn bảo hành hãng nha, còn bảo hành hãng 10 tháng đó, máy full zin thích hợp cho mấy chị em phụ nữ nha. Số 21 rồi đúng không, số 22 nè là dòng Samsung rồi. Samsung A14 nha, Samsung A14 RAM 4 bộ nhớ 128, 6,6 inch Full HD cộng, chip là Exynos 850 ha, pin là 5000, tai xi hỗ trợ sạc nhanh, vỏ viền ngoại hình tương đối, nói chung là tương đối đẹp. Đó, máy qua sử dụng nè, cái lưng được có chày chày tí xíu nè mọi người, nhưng mà lưng zin thì xài bao ổn nha. Màn to hiển thị đẹp. Đó, full hết tất cả nha mọi người, màn to chưa? Máy này là cô chú nào lớn lớn tuổi xài là hết bài, pin trâu, cấu hình lại ổn nữa, sạc nhanh tai xi. Nói chung mọi thứ chức năng đều ổn. Giá thì chỉ có 2,4 triệu thôi ha. Số 22. Số 23. Đây là một con Samsung A23 nè. Đó, cây đợt trước mình bán rồi, mình mới về thêm một cây nữa là Samsung A23. RAM 6 bộ nhớ 128 ha, 4G. 6,6 inch Super AMOLED nha. Snapdragon là 680
Đó, màn hình to 6,6 inch, Snapdragon luôn, 680. Cam là 50 chấm. Dòng này là được cái là màn hình là 120Hz luôn. Đó. Nó xử lý màn hình lên đến 120Hz nên anh em chiến game cũng mượt, bao mượt nè. Cam là 50 chấm, 2 triệu 6 thôi mọi người, tai xi sạc nhanh, vỏ viền ngoại hình ok, màn zin hiển thị đẹp nha, màn zin hiển thị đẹp, máy zin full hết. Ở 2 triệu 6 cho người xài. Samsung A23 nha. Số 23 luôn. Rồi số 24 nè. 8 lớp nha. iPhone 8 lớp 64 GB, máy lock đầu phích quốc tế rồi, gắn SIM vô xài như một con máy quốc tế nha. Đó, reset thoải mái nha mọi người, không sao hết. Mình đã fix dòng 2 rồi. 2 triệu rưỡi thôi nha. 2 triệu bao cho mọi người là màn zin men zin, mua về game các kiểu Liên Quân, PUBG, Free Fire, Zalo, Facebook, YouTube, top top các kiểu là ngon lành cành đào nha. Cây này thì nó bị nứt cái chỗ này tí xíu nè. Đó, à đây, nó nứt cái phía trên đây nha mọi người, cam thì bao nét rồi. Nên thanh lý 2 triệu rưỡi thôi. 2 triệu rưỡi cho mọi người xài nha, số 24. Rồi tiếp tục số 25 ha, cũng là 8 lớp. Cây này là cũng là 64 GB, máy full zin hết tất cả nha. Pin là pin thay mới có 3 màu, gold, đen, đỏ, mọi người thích lấy màu nào thì lấy. Dòng này là máy full zin ha, pin chỉ có pin là pin thay mới thôi mọi người. Đó, đang thanh lý cho mọi người cái giá là 3 triệu 6 đi. Đó, 3 triệu 6 một cây, tặng cho mọi người đầy đủ phụ kiện nha. Màn zin men zin, máy zin full hết ha. Thanh lý ba giá bao rẻ luôn, 3 triệu 6 tặng đầy đủ phụ kiện, ốp lưng cường lực với một bộ sạc nha. Đó. Máy đẹp keng 99 nha mọi người, chỉ có thay pin thôi. Đó, thay pin là thay pin dung lượng cao á, số 25. 8 lớp 26 nè. Là một con iPhone X. iPhone X bản 64 GB, máy quốc tế full hết tất cả ha. Đó, ai lau sạch, pin là pin thay mới bản Việt Nam nha. Cây này cái là bản Việt Nam. Máy cứng khừ luôn mọi người, vỏ viền ok, 3 triệu 9 nha. Màn zin hiển thị đẹp, màn zin hiển thị đẹp chu tông đầy đủ nha. Đây xanh lè. Đó. iPhone X bản Việt Nam 64 GB full zin nha, pin là pin thay mới 3 triệu 9. Và tiếp tục là số 27, cũng là một con iPhone X luôn. Và cây này được cái là bản 256 GB nha. 256 GB bản quốc tế full zin, pin là pin zin còn 88%, màu đen. Đó, được cái là 256 GB thì mọi người lưu rất là nhiều dữ liệu luôn. Đây, màn zin hiển thị cực kỳ đẹp nha mọi người. Màn zin hiển thị cực đẹp chu tâm nè. Đó. Ha, máy full zin 256 GB tha hồ mà lưu trữ, 4 triệu rưỡi nha. Đấy, đơn giản là tiền nào của đó thôi mọi người. Ha, số 27 đúng không? 28 nè. Cũng là một con, đây là iPhone nhưng mà XS nha. Cây này là iPhone XS bản 64 GB, máy quốc tế ha, bản quốc tế là LLA nha mọi người. Full zin, pin là pin thay mới rồi. Dòng này là pin thay mới, không có sàn cổ cáp nên nó có báo pin vậy thôi. Đó. XS nha, ai con dòng này là được cái XS. Đó, pin rất là trâu, thay pin mới pin rất là trâu, 4 triệu rưỡi thôi. 4 triệu rưỡi cho mọi người xài nha, màn zin bao cho mọi người màn zin nè, pin nè. Đó, pin thay nè. À, khi mà pin thay nè thì nó báo pin, mình không có phích. Đây, chỉnh chế độ sáng cho mọi người dễ nhìn. Đó. Thấy chưa? Bản quốc tế LLA nha mọi người. Cái này đây chu tâm. iPhone XS bản 64 GB, máy quốc tế full hết tất cả, chỉ có báo pin thôi, 4 triệu rưỡi nha. 28 29 nè. 29 là một con XR, iPhone XR bản 64 GB luôn, máy quốc tế full hết tất cả, 4 triệu 2 nha. Vỏ zin men zin, màn zin, màn hình hiển thị đẹp, màn zin hiển thị bao đẹp cho mọi người xài, chỉ việc mua về xài thôi mọi người. Máy dòng này thật sự luôn, bao cho mọi người zin chu tông này. Đó, đầy đủ nha. iPhone XR màu trắng 64 GB, ai lau sạch, pin thay mới 4 triệu 2. Số 30 sẽ là một con XS Max nha, màu đen 256 GB. Dòng này được cái là máy quốc tế ha, full full zin hết tất cả nha, ai lau sạch, pin thay mới có báo pin. Ở cây này thì cũng vậy, có báo pin thôi, bao cho mọi người là màn zin men zin nha, màn zin men zin. Đó, màn hiển thị cực kỳ đẹp luôn. Dòng mấy dòng này XS Max mà được cái 256 GB nữa, mọi người lưu lưu rất là nhiều dữ liệu hoặc đáp ứng cái nhu cầu của mọi người rất là hợp lý luôn ha. Cam chụp bao nét nha. Số 30 iPhone XS Max 256 GB đang thanh lý là 6 triệu rưỡi nha, 6 triệu rưỡi cho mọi người xài thôi nha. Số 30 6 triệu rưỡi. Rồi tiếp theo số 11 nè,
sẽ là một con iPhone 11 bản quốc tế 64GB, pin là còn 91%, full hết tất cả nha mọi người. 5,7 triệu ha, 5,7 triệu cho mọi người xài đó. Màn zin, vỏ zin, men zin, ai lau sạch nha đó. Nói chung là mấy dòng này mua về xài là yên tâm đó. iPhone 11 bản quốc tế, ai lau sạch full hết, pin là còn 91%, vỏ viền ngoại hình đẹp kem ha, cam ký. Mấy dòng này thì khỏi nói rồi, nhận hàng mọi người được quyền mở hộp kiểm tra trước khi thanh toán ha. Mà những cái dòng này là máy full hết, mình nên TT sẽ nói sơ thôi. Đây cam nè, chuẩn chưa ha, cam sao nè đó, cái selfie nè mọi người, bao nén nha, 5,7 triệu, số 32, iPhone 11 Pro Max ha, 11 Pro Max bản 64GB, máy quốc tế, pin 93%, màu đen nha, máy full zin hết, 8,5 triệu thôi, màn zin, vỏ zin, men zin, ai lau sạch nha, chu tâm đầy đủ ha, iPhone 11 Pro Max, máy đẹp, máy đẹp tầm khoảng 95% nha mọi người. Đây cam nè, cam sau, cam trước ngon lành đó. Đây mình đi nè, thấy chưa, ok ha. 11 Pro Max 64GB, ai lau sạch, full zin, pin 93%, pin 93 cũng còn rất là cao nha mọi người đó, 8,5 triệu thôi. Rồi tiếp tục số 33, số 33 sẽ là một con iPhone 12 Pro Max màu trắng nha. iPhone 12 Pro Max màu trắng bản 128GB, bản Việt Nam luôn. Cây này được cái là bản Việt Nam, máy full zin hết. Cây này là TT thay pin mới, có báo pin nha. Thay pin, dòng này là thay pin mới có báo pin. Đó, 11,300,000 cho mọi người xài. Vỏ viền ngoại hình cũng còn tương đối ngon. Pin để mình xem pin, để con này à, con này thì nó không còn chủ tông nha mọi người. Nó nên để cái giá cực kỳ rẻ luôn, 12 Pro Max mà bây giờ có 11,300,000 à. Bao cho mọi người là màn zin, men zin nha. Đó, không có phích chu tâm thôi. Mấy dòng này mình màn zin phích chu tâm cái một à, nhưng mà thôi có sao để vậy. Đó, đợi cho mọi người cái giá cực kỳ rẻ luôn ha. Đó, máy ai lau sạch nha, ai lau sạch, vỏ viền ngoại hình đẹp, ok ha, chỉ có báo pin, 11,300,000. Đó, ba, số 33, 12 Pro Max màu trắng. Số 34 nè, Xiaomi Redmi K30 nha. Xiaomi Redmi K30 bản 5G. Bản 5G RAM 6, bộ nhớ lên đến 128, 6,67 inch, LCD Full HD cộng, Snapdragon nha. Dòng này được cái Snapdragon là 730. Đó, cam là 64, pin là 4,500. Type-C hỗ trợ sạc nhanh 25W nha mọi người. Màn hình nè, màn hình bao đẹp cho mọi người là màn zin, men zin ha. Đó, máy này thì về chơi game là hết bài. Up Redmi K30 5G, Type-C sạc nhanh, pin này khỏe, cấu hình ổn nha. Đó, có 2,7 triệu thôi nha. Tiếp theo số 35, Realme C53 ha, Realme C53 đó, RAM 6 cộng 4, bộ nhớ lên đến 128, 6,74 inch HD cộng. Dòng này là chip là Unisoc Tiger T612, cam 50 chấm, pin là 5,000 nha. Type-C hỗ trợ sạc nhanh, vỏ viền ngoại hình đẹp keng nha, vỏ viền ngoại hình đẹp keng, cụm cam nhìn thấy chắc không nha, nhìn như iPhone, con này nhìn như iPhone 12 Pro Max luôn ha. Đây mọi người nhìn nè, đó, nhìn nó còn chắc hơn iPhone 12 Pro Max nữa chứ. Realme C53 đó, màn hình nè, màn hình to nha mọi người, màn hình to hiển thị đẹp, màn hình to hiển thị đẹp, máy full zin hết. Đây, chỉnh chiều sáng cho mọi người dễ nhìn đó. Máy dòng này mua về xài ổn nha, Zalo, Facebook, YouTube, top, máy đẹp keng, 2,3 triệu thôi ha. Tầm máy này mới 2,3 triệu mà được cái cấu hình cũng ổn, mà ngoại hình đẹp, thời trang. Số 36 nè, Xiaomi 13T nha, bản 5G. Đó, Xiaomi 13T bản 5G, RAM 8 cộng 4, bộ nhớ là 256GB, màn hình là 6,67 inch AMOLED đó mọi người. Đó, con này là chip MediaTek Dimensity 8200 nha. Rồi mấy dòng này bản 5G mà game các kiểu là bao ngon bao phê rồi. Đó, cam là 50 chấm, pin là 5,000, sạc nhanh ở chế độ là 67W. Đó, màn hình nè, màn hình to. Trời, mấy này thì game các kiểu Liên Quân, Free Fire, PUBG thì khỏi phải bàn rồi. Pin châu, cấu hình khỏe, vỏ viền ngoại hình đẹp keng, mấy dòng này game là ngon ha. 5,9 triệu đó mọi người, 5,9 triệu cho mọi người xài thôi ha. Đó, máy đẹp nha. Số 36, 37 nè, là một con Oppo A95
nha. Oppo A95 RAM 8 cộng 4, bộ nhớ 128 6,43 inch, màn là AMOLED Full HD cộng, Snapdragon nha 662. Cái này mọi người lấy thì để lại cho mọi người là 2,7 triệu thôi nha, 2,7 triệu cho người xài vỏ viền ngoại hình đẹp keng. Màn zin benzin nha mọi người, màn hình đục lỗ đó, màn zin benzin bao đẹp ha, cam nè. Mấy dòng Oppo thì cam, dòng này thì cam chụp rất là đẹp rồi đó, cam sao nè, cam selfie nè mọi người, đó chuẩn chưa ha. Rồi Oppo A95 2,7 triệu nha. Số 38 sẽ là 13 Pro Max nha. iPhone 13 Pro Max bản 128GB mình có 3 màu đó, màu gold, màu trắng và màu gray đó, màu xanh nè mọi người, có 3 màu. Pin thì tầm 88 đến 89%, nói chung là con này 89% nè, hình như là con này 89% luôn nè, có con Ray thì là 88%, như nhau, giá đồng giá cho anh em luôn, 88 89 thì nó như vậy thôi nha. 15,400,000 13 Pro Max 128GB máy full zin hết, màn zin vỏ zin men zin, máy đẹp keng 98 99% nha. Mua về chỉ việc xài thôi mọi người, thật sự luôn ha, chu tâm đầy đủ, nói chung là mấy dòng này bao rẻ, máy đẹp chín chín nè mọi người, yên tâm. Vỏ viền nè hơi đẹp nha, hơi bị chắc luôn ha, zin từng con ốc đây, zin từng con ốc cho mọi người luôn, thấy chưa, cụm cam nè hơi bị chắc ha, như nhau thôi mọi người, ba màu như nhau thôi đó. 15,400,000 đây, 15,400,000 máy zin đẹp keng ha, đẹp 99% thì mọi người hiểu rồi, không một tì vết luôn mọi người, có ba màu cho mọi người lựa chọn. Rồi số 38, 13 Pro Max 128GB bản quốc tế, ai lau sạch full zin, pin là 88 đến 89% ha, 15,400,000. Rồi số 38 rồi đúng không, tiếp tục nha, tiếp tục là số 38 thì coi giờ có hai mấy hàng full box này, ai giới thiệu cho mọi người mấy cây full box đi. Vivo i56 5G ha. Vivo i56 5G RAM 6 cộng 1, bộ nhớ lên đến 128 6,58 inch. Chip 5G thì bản của nó là chip Snap, chip Dimensity 700. Đây màu đen nha, Vivo. Đó, đẹp chưa? Máy đẹp keng full box mà mọi người. Màn hình đó, màn hình hiển thị bao đẹp ha. Mua mấy dòng này chỉ việc về xài thôi mọi người ơi. Nha, hoặc mà mua về tặng cho người thân, người nhà cũng rất là hợp lý luôn. Máy đẹp keng, phụ kiện đầy đủ nha. Đang thanh lý cho mọi người là 3,2 triệu. 3,2 triệu bây giờ vậy đi, để lại cho mọi người là 3,1 triệu thôi. 3,1 triệu nha. Vivo i56 bản 5G ha. Đó. Full box luôn. Rồi, tiếp tục là hàng full box nữa nè. Cây này là còn nguyên siêu, chưa bung gì luôn nha mọi người. Cây này là còn nguyên siêu luôn. Đó. Oppo A2M bản 5G. RAM 6, bộ nhớ 128, 6,56 inch. Chip là Dimensity 6020, 8 nhân ha. Pin là 5000, Type-C hỗ trợ sạc nhanh 33W, vỏ viền ngoại hình đẹp keng. Đây, nguyên siêu luôn. Đó, chưa bóc tem, chưa gì hết. Cây này là màu đen nha, dòng này thì còn cây màu đen thôi. Đó, thì cái này nè, mọi người, mình không có gỡ ra được. Mọi người có thể nhìn cái mẫu bên đây. Đó, nó là Oppo A2M 5G. Cái hình đây nè mọi người. Đó, mọi người nhìn đi. Đẹp nha. Vỏ viền cấu hình ngoại hình như thế đó là quá đẹp rồi. Cụm cam cũng nhìn cũng hơi bị chuẩn nha mọi người. 3,5 triệu thôi nha. Rồi tiếp theo nè, Realme 7i ha. RAM 8, bộ nhớ lên đến 128, 6,5 inch. Snapdragon nha. 662, cam là 64, pin 5000, sạc nhanh ở chế độ là 18W. Đó, phụ kiện đầy đủ. Màu xanh đen nhìn cũng rất là đẹp nè. Đây là cái dán để đừng có chày mọi người, mình bọc lại cho đừng chày nè. Cái màu như thế này nè, đẹp chưa? Mọi người thấy không? Đó, máy full box mà đẹp keng nha. RAM 8, bộ nhớ 128 nè mọi người. Đang thanh lý bây giờ lấy đi mọi người. Như là TT còn 1 đến 2 cây, chứ còn 2 cây à. 2,5 triệu thôi. 2,5 triệu nha, máy full box. Đó, đẹp keng nha. Realme 7i, RAM 8, 128 nè mọi người. Rồi tiếp tục mình có cái dòng này mình mới về nè ha. Oppo K10 5G 6,59 inch. RAM 8, bộ nhớ là 128 nha. Cam là 64 chấm. Đó, cam là 100, cam là 64 chấm nhưng mà xử lý màn hình cái dòng này là được cái là 120Hz nha. Đó, Snapdragon là 695, pin là 5000. Vỏ viền nói chung là
hộp đầy đủ. Cây này thì khách đã sử dụng tầm khoảng 1 đến 2 tháng nha, nhưng mà còn rất là ok luôn. Đó, phụ kiện là zin, tặng cho mọi người đầy đủ phụ kiện nha. Snapdragon là 695, pin là 5000. Dòng này là sạc nhanh ở chế độ là 67W là mọi người ha. 2.950.000 cho mọi người xài thôi. Thanh lý cho mọi người 2.950.000 nha. Đây màn hình hiển thị đẹp nè. Ha, full zin hết mọi người ơi. Máy hơi bị chắc. Bao rẻ nha. Bao rẻ luôn. Oppo K10 bản 5G. Đó. RAM 8 128, Snapdragon. Máy qua sử dụng tầm khoảng 2 tháng. 2.950.000 thôi nha. Đó. K10 bản 5G nha mọi người. Rồi thì video clip đến đây là hết rồi mọi người. Thì mong rằng mọi người xem được con nào thì mọi người cứ liên hệ với TT qua số điện thoại trên đây nè ha, hoặc là Zalo 0963 595 262 ha. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi rất là nhiều luôn nha, cảm ơn rất là nhiều. Rồi mọi người xem thì cho TT một đăng ký kênh, một like với một chia sẻ luôn nha, để khi mà đăng ký kênh bật cái chuông lên, để khi mà TT ra một clip mới mọi người nhận được đó, nó sẽ báo về điện thoại của mọi người nha. Thì mọi người xem kịp lúc kịp thời thì sẽ chọn được cho mình những cái con điện thoại nào mà mọi người cảm thấy ưng ý với hài lòng nhất nha. Rồi bye bye tất cả mọi người ha.